Xin mời quý anh chị chúng ta cùng đứng lên, chúng ta bắt đầu. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin ngồi Bà Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn xác chúng con, biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng nước trời cho muôn người trong khắp nơi. Chúng ta cùng mở Tin Mừng Luca chương 21 câu 25 đến câu 28 và câu 34 đến câu 36. Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bây giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người. Xin mời quý anh chị em chúng ta ngồi. Quý anh chị em chúng ta hôm nay cùng nhau học hỏi phúc âm Chúa Nhật thứ nhất, mùa vọng, cũng khởi đầu cho một năm phụng vụ mới là năm C. Chúng ta được lắng nghe Tin Mừng Luca có nhiều điểm quan trọng chúng ta có thể cùng học hỏi với nhau, chia sẻ với nhau. Để chúng ta xin ơn Chúa Thánh Thần, để xin Chúa Thánh Thần xuống, ngự xuống trong lòng chúng ta và đốt lên nơi chúng ta ngọn lửa yêu mến lời Chúa, soi sáng cho chúng ta hiểu lời Chúa hơn và có thể giúp cho chúng ta đem lời Chúa ra thực hành. Hôm nay Cha Sư cũng đã chuẩn bị cho chúng ta 10 câu hỏi như Ngài vẫn thường làm. Câu thứ nhất chúng ta cũng đã có trên tay hết. Đọc cả bài phúc âm hôm nay thì chúng ta đã đọc rồi. Hãy cho biết trong bài này Đức Giê-xu nói về biến cố nào sẽ xảy ra. Vâng. Có chị nào cùng giơ tay để chúng ta cùng trả lời chung. Vâng.
Thưa cha, ngày tận thế. Vâng, đây là ngày tận thế. Theo chị đó là ngày tận thế. Có ai có ý kiến gì khác không? Hay thống nhất với nhau đó là ngày tận thế? Vâng, mời cô. Thưa, đó là ngày Chúa Kitô quang lâm. Đó là ngày Chúa Kitô quang lâm. Vâng, đó là ý kiến thứ hai, ngày Chúa Kitô quang lâm. Ngày cánh chung, ngày tận thế. Vâng. Chúng ta có thể gọi dưới nhiều tên gọi khác nhau. Ngày Chúa quang lâm, ngày cánh chung. Vâng. Thế thế nào là ngày Chúa quang lâm? Chúng ta có một khái niệm là ngày Chúa quang lâm mà tiếng Hán Việt của chúng ta. Tiếng Hán Việt quang lâm. Thì quý anh chị em nào cho biết thế nào là quang lâm theo những gì chúng ta có thể hiểu được. Vâng, mời cô. Thưa, quang lâm là Chúa lại đến một lần nữa. Vâng, Chúa lại đến một lần nữa. Như vậy thì nó chữa cũng được, nhưng mà chưa có diễn được cái chữ quang. Đến trong vinh quang một lần rồi, nữa. Chúa lại đến trong vinh quang một lần nữa. Vậy thì nó có một vấn đề. Thế thì tại sao Chúa lại đến một lần nữa? Như vậy thì giả thiết đã phải có một lần Chúa đến rồi. Không. Vậy thì lần Chúa đến rồi đó là lễ Giáng sinh, trong biến cố Chúa Thiên Chúa giáng trần, Chúa Giêsu ngôi hai Thiên Chúa giáng trần. Đó là Chúa đến lần thứ nhất. Vậy đây là biến cố Chúa đến, có thể nói được là lần thứ hai. Nhưng mà có một số nhà thần học không có đồng ý khái niệm gọi là Chúa lại đến. Chúa lại đến. Và bây giờ chúng ta thấy là trong thánh lễ của chúng ta đó, cái bản mới đó, bản phụng vụ mới đó, thì chúng ta có nói là Chúa lại đến không? Hay chỉ nói là Chúa đến thôi? Chúng ta chờ đợi cho đến khi Chúa đến hay là Chúa lại đến? Đấy, đấy là vấn đề. Chúa đến hay là đến hay là lại đến nhé. Vâng, thưa, bản phụng vụ mới mà chúng ta áp dụng là chúng ta chờ đợi cho tới khi Chúa đến. Thế thì vấn đề là làm sao, có người thắc mắc là tại sao lại chỉ sửa có mỗi cái chữ là lại đến hay là đến. Đó. Cùng diễn tả một sự kiện hay một biến cố mà chúng ta gọi là Chúa quang lâm. Đó. Thì Chúa cho đến khi Chúa đến. Vậy thì có người thắc mắc tại sao lại bây giờ bỏ mất cái chữ lại đến mà dùng chữ đến thôi. Chắc hơi khó. Vâng, thầy mời cô. Sau đó lại đến người nào đó cho một vài. Thì cha, đối với Chúa không có quá khứ, không có hiện tại, không có tương lai, mà chỉ có hiện tại thôi. Vâng, Chúa đến tự nhiên là Chúa đến trần gian, đúng không? Mà đến trần gian thì dĩ nhiên phải có thời gian. Có thời gian. Cho nên vâng, câu hỏi, câu trả lời đó chắc cũng hơi khó khăn một chút. Vâng, có ai có cái câu trả lời tại sao mà phụng vụ mới sách tiếng Việt đó, chúng ta chỉ dùng là cho đến khi Chúa đến. Trước đây chúng ta dịch là cho tới khi Chúa lại đến. Và cũng có nhiều người không có hài lòng lắm với bản dịch mới, cho rằng như vậy có thể là sai. Vâng. Có ai có ý kiến nào khác không? Vâng. Mỗi mình cô độc diễn rồi, bây giờ phải có ai. Cô có nhiều sáng kiến quá. Vâng. Bây giờ có một người nào cùng ở thế cân bằng với cô một chút. Cô giỏi quá rồi, cô có nhiều ý kiến quá. Bây giờ có một ai khác hơn một chút trước khi trở lại cô. Nếu mà không có ai có ý kiến là lại phải trở lại cô thôi. Đấy. Hầu như các ông là hơi thua rồi, để con ông đại diện. Vâng. Dạ thưa cha, cái từ mà Chúa đến là cái điều đó là khẳng định là Chúa phải đến. Khẳng định Chúa phải đến. Thì anh nói rõ hơn một chút, anh Yên muốn nói là sao? Là khi đến cái ngày cánh chung đó. Vâng. Là Chúa quang lâm. Vâng. Là tất nhiên là trong cái kinh phụng vụ mới á. Vâng. Là nó khẳng định là Chúa đến. Nhất định là Chúa phải đến. Thì Chúa lại đến thì cũng vậy thôi, cũng là khẳng định, đúng không? Cũng là khẳng định Chúa cũng sẽ đến lần nữa, cũng là một cái câu khẳng định thôi, nó không khác biệt gì lắm.
Vâng, hãy cho chị. Vâng, chị chắc có một sáng kiến mới chứ. Thưa cha, lần thứ nhất Chúa đến là Chúa để cứu chuộc loài người. Lần thứ hai Chúa đến là để phân xử kẻ có tội và không có tội. Nếu thì đúng rồi, cái ý nghĩa đó thì ai cũng đồng ý cả. Vấn đề là tại sao bây giờ thì nói chung bản dịch mới thì lại nói là Chúa đến thôi. Cho tới khi Chúa đến, thay vì nói là cho tới khi Chúa lại đến. Ý nghĩa thì là đúng rồi, ý nghĩa là chị nói đúng. Vâng, mời chị. Thưa cha, cái Chúa đến đó là không phải Chúa Kitô đến mà là Thiên Chúa phải không? À không, Chúa Kitô. Chúa Kitô chứ không phải Thiên Chúa nhá. Chúa Kitô con người mà, con người tức là Chúa Giêsu Kitô đấy, đấng Kitô phục sinh á. Vâng. Mời chị. Thưa cha, theo con nghĩ nếu mà Thiên Chúa ghi là Chúa lại đến á, là vâng, Chúa sẽ lại đến với cái thân phận con người nữa thì không có đúng. Chúa đến không phải với thân phận con người nữa mà đến trong vinh quang của Thiên Chúa. Vâng. Thì Chúa lại đến hay Chúa đến cũng đều đến trong vinh quang cả, chứ không có trong thân phận con người nữa, không có nhập thể lần nữa, một lần thôi. Vâng, làm sao? Vâng, đây để cho cô nói lần cuối rồi chúng ta sẽ. Thì cha nãy cha mới nói mà mấy chị không để ý đó. Chúa vinh quang thì không có thời gian và không gian, là lúc nào Chúa cũng có thể hiện diện được đó. Thành ra không có chữ lại là như à thế. Có một cái chi tiết rất là tốt. Vâng, để không có thời gian và không gian thì cũng chưa có rõ lắm, nhưng mà có chi tiết là Chúa hiện diện. Vâng, thì một số nhà thần học, và có lẽ đó cũng là quan điểm của Ủy ban Phụng tự, tôi cũng không biết, nhưng mà có lẽ cũng là quan điểm của các vị chăng, một số nhà thần học không có đồng ý với khái niệm Chúa lại đến, hiểu theo nghĩa là Chúa đã bỏ thế gian rồi, không còn hiện diện với thế gian nữa, và bây giờ phải trở lại. Thì các nhà thần học bảo nếu hiểu như vậy là không có chính xác. Bởi vì khi ngay cả khi Chúa đã về trời rồi thì Ngài vẫn hiện diện với chúng ta. Chúa Kitô vẫn hiện diện với chúng ta, và bằng chứng là chúng ta trong mỗi thánh lễ thì chúng ta có gì đấy? Chúng ta có rước lấy mình mà máu thánh Chúa, sau đấy chúng ta lại còn đặt mình thánh Chúa trong nhà tạm nữa, tức là Chúa vẫn luôn hiện diện. Đó. Cho nên nếu mà hiểu cái nghĩa là Chúa lại đến, tức là Chúa Giêsu Kitô đó, đấng phục sinh đó, lại đến như thể là Ngài đã có một thời gian không ở với chúng ta nữa và bây giờ lại đến, thì hiểu như vậy là không đúng. Chúa vẫn đang hiện diện, mặc dù là Ngài ở bên hữu Chúa Cha, đang ngự bên hữu Chúa Cha, nhưng mà Ngài vẫn hiện diện với chúng ta qua bí tích thánh thể, qua lời Chúa. Ngài hiện diện với chúng ta trong giáo hội, đặc biệt là qua Chúa Thánh Thần, thì Ngài vẫn hiện diện. Cho nên một số nhà thần học có lẽ thống nhất với nhau và thích hơn khái niệm là Chúa đến thay vì dùng cái khái niệm là Chúa lại đến. Mặc dù chúng ta cũng thấy cũng có hơi có một sự khác biệt nhỏ nhỏ mà thôi. Chúa đến tức hàm ý là Chúa đến trong vinh quang, nhưng mà trước đó không có nghĩa là Ngài không có hiện diện, Ngài vẫn hiện diện. Nhưng mà bây giờ Ngài sẽ đến, Ngài sẽ hiện diện một cách đặc biệt để mà là đấng phán xét kẻ sống và kẻ chết. Vâng, đây là câu thứ nhất chúng ta trả lời của cha Siêu. Nhưng mà chúng ta cũng nói rộng hơn, nói rộng hơn ra một chút. Hay nói tóm lại câu số 1, chúng ta đang nói về biến cố Chúa Quang Lâm. Chúa Quang Lâm, nói về biến cố ngày cắn chung cũng được, nói về ngày tận thế cũng được. Tùy chúng ta muốn nhấn mạnh một điểm nào đó. Ví dụ như nếu chúng ta nói về Chúa Quang Lâm, tức là chúng ta nhấn mạnh đến việc Chúa sẽ ngự đến. Chúa sẽ ngự đến để xét xử mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ. Còn nếu chúng ta nói đến ngày tận thế, tức là chúng ta nhấn mạnh đến cái cùng tận của thời gian và không gian. Thế giới này sẽ chấm dứt vào cái ngày Chúa đến đó. Để chúng ta nhấn mạnh chữ việc đó. Rồi chúng ta sang câu thứ hai. Chúng ta đọc Luca 21 câu 25 đến 26, chúng ta đọc lại một chút. Đọc lại một chút. Luca 21 câu 25 đến câu 26. Sẽ có những dấu lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Dưới đất muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phát lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Vâng, chúng ta dừng lại đây.
Chúng ta thấy có những hiện tượng thiên nhiên. Hiện tượng thứ nhất đó là có những dấu lạ, có những điềm lạ ở trên trời. Thứ nhất là có những điềm lạ trên trời. Thứ hai là có những điềm lạ ở dưới dưới đất, vừa trên trời vừa dưới đất. Hay nói cách khác đó, đó là một cái ngôn ngữ biểu tượng để diễn tả là có những dấu lạ ở trong vũ trụ này. Cho dù ở trên trời cũng có, dưới đất cũng có, thậm chí là trong lòng biển cũng có, biển cũng có. Đấy, đây là thế giới quan của người Do Thái. Người Do Thái nhìn thế giới như là có trời, có đất và có biển. Có biển. Thì ở đây Chúa Giêsu cũng, trong văn hóa của người Do Thái, Ngài cũng dùng cái ngôn ngữ của người Do Thái để nói về biến cố căn chung, nói về biến cố Chúa Quang Lâm, hay là nói về ngày tận thế. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhìn sang Marco hoặc có thể là Matthew một chút. Đây, Matthew và Marco cho chúng ta rõ hơn, một số nét rõ hơn. Vì Thánh Luca chỉ nói có những dấu lạ trên trời, nhưng mà chúng ta không biết là dấu lạ trên trời đó là cái gì. Có những dấu lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, nhưng mà chúng ta không biết đó, dấu lạ là những dấu lạ gì. Thì Thánh Marco hay Thánh Matthew sẽ cho chúng ta rõ nét hơn. Chúng ta mở Marco chương 13, câu 24 và câu 25, và quý anh chị em cho mọi người biết, cho chúng ta biết. Thế thì có những cái khác biệt gì? Hay nói chính xác hơn là Thánh Marco đã nói cho chúng ta rõ hơn về những dấu lạ trên mặt trời là cái gì, trên mặt trăng là gì và các ngôi sao là gì. Chúng ta đọc chung với nhau nhé. Marco 13 câu 24. Những ngày đó sau cơn gian nan ấy thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời xa xuống và các quyền lực trên trời bị lay chuyển. Vâng, chúng ta dừng lại đó. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng cũng sao? Cũng tối luôn, không chiếu sáng. Cả mặt trời và mặt trăng đều không chiếu sáng. Và các ngôi sao thì sao? Từ trời xa xuống. Đó, ngôi sao thì được Chúa đặt ở trên bầu trời, trên vòm trời. Đó, bây giờ thì nó không còn ở cái vị trí đó nữa. Mặt trời và mặt trăng có hai chức năng. Chức năng là ít là đối với chúng ta là nó đem lại cho chúng ta ánh sáng. Ánh sáng ban ngày cũng như ánh sáng ban đêm. Giờ đây nó còn giữ được chức năng nữa không? Không, không còn giữ được chức năng của mặt trời, mặt trăng nữa. Và nó trở nên tối tăm, không còn chiếu sáng. Thì cái cơ bản khi mà chúng ta thấy mặt trời không còn sáng nữa, đã tối tăm, mặt trăng cũng không còn sáng nữa, ngôi sao từ trời xa xuống, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ có cảm giác là sao? Sợ hãi, đúng không? Vì chúng ta thấy là cả tất cả các quyền lực mà Kinh Thánh gọi là các quyền lực ở trên trời đó, tức là mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, Kinh Thánh dùng khái niệm là các quyền lực ở trên trời, bây giờ đã bị lay chuyển, nó không còn đóng được chức năng mà Chúa đã ấn định cho nó. Đấy, làm cho chúng ta sợ hãi. Chúng ta sợ hãi. Rồi, đây là điều mà Thánh Marco cho chúng ta. Như vậy là Thánh Marco làm cho chúng ta thấy rõ nghĩa hơn. Nhưng mà Thánh Marco thực sự có phải là người đầu tiên, thực sự có phải là người đầu tiên ghi lại những hiện tượng đó không? Hay là đã có những vị ngôn sứ trước đó đã nói? Vậy chúng ta thử xem Isaiah chương 13 câu 10 để xem Isaiah đã nói cái điều gì. Có giống giống như vậy không? Chúng ta đọc chung với nhau nhé. Isaiah chương 13 câu 10. Quả vậy, tinh tú bầu trời và các chòm sao sẽ không chiếu sáng nữa. Mặt trời vừa mọc lên đã tối sầm, mặt trăng sẽ không còn tỏa sáng. Vâng, tinh thần thì cũng giống như vậy. Viết hơi khác một chút nhưng mà nội dung thì cũng giống như vậy. Nghĩa là không còn có ánh sáng nữa. Thế giới rơi vào trong cảnh tăm tối. Rơi vào trong cảnh tăm tối. Không còn có ánh sáng nào hướng dẫn bước đi hay cuộc sống thường ngày của người dân nữa.
Vậy thì Thánh Marco cho chúng ta thấy là Chúa, nói chính xác hơn là Chúa, cũng đã lấy tinh thần của các ngôn sứ trong Cựu Ước, tinh thần của các ngôn sứ trong Cựu Ước, ngay dùng ngôn ngữ của các ngôn sứ trong Cựu Ước, đúng là như vậy, ngôn ngữ của các ngôn sứ trong Cựu Ước để mà nói về thời cắn chung. Và chúng ta còn thấy có một vị nữa, đó là Ezekiel. Ezekiel, chúng ta thử mở Ezekiel chương 32 câu 7 câu 8 mà chúng ta đọc chung với nhau. Khi ngươi liệm tắt, ta sẽ che phủ bầu trời và làm cho các vì sao ra tăm tối. Ta sẽ kéo mây che phủ mặt trời, mặt trăng sẽ không còn chiếu sáng. Vì ngươi mọi tinh tú trên trời, ta sẽ làm cho ra tăm tối và cho bóng tối lan tràn trên khắp xứ sở ngươi. Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Vâng, thì ngôn sứ Ezekiel cũng cho chúng ta cùng một tinh thần như vậy. Ezekiel thì dùng một cái ngôn ngữ nó cũng cụ thể hơn một chút, đó là tại sao mặt trời và mặt trăng không chiếu sáng. Mặt trời mặt trăng xem chừng vẫn chiếu sáng đó, theo ngôn ngữ của Ezekiel. Nhưng mà sở dĩ chúng ta không thấy được ánh sáng của nó là bởi vì có gì? Bởi vì có mây che. Có mây che, theo ngôn ngữ của ngôn sứ Ezekiel là có mây che phủ chứ nó vẫn chiếu sáng. Nhưng mà là do có mây che phủ nên chúng ta không thấy được ánh sáng của mặt trời mặt trăng. Nhưng mà bây giờ chúng ta trở lại với lại ngôn sứ Ezekiel. Ngôn sứ Ezekiel ở chương 32. Thế thì quý chị cho biết ngôn từ đó ở câu số 7 thứ 8 đang nói về biến cố gì? Đang nói về biến cố gì và đang nói về cái nước nào đấy? Đó, nước nào đó? Đang nói về nước nào? Đang nói về nước Ai Cập nhé. Đang nói về nước Ai Cập thời đó. Chúng ta đọc chung với nhau chương 32 câu 1, câu 1 trở đi để chúng ta hiểu coi lời sống của ngôn sứ Ezekiel, trong đó có những khái niệm về mặt trời, mặt trăng, tinh tú, bóng tối, thì lời đó nói cho nước nào và diễn tả cái hoàn cảnh nào của cái nước đó. Chúng ta đọc chương 32 câu 1. Ngày mồng 1 tháng 12 năm thứ 12 có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: Hỡi con người, hãy cất lên khúc Ai Ca khóc thương Pharaô, vua Ai Cập. Ngươi hãy nói: Hỡi sư tử các dân, ngươi bị diệt rồi. Ngươi có khác gì con cá sấu trên biển cả? Ngươi làm vọt lên những dòng sông và dùng chân quậy nước, làm cho các dòng sông đục ngầu. Đức Chúa là Chúa Thượng phán như sau: Ta bủa lưới bắt ngươi, đang khi nhiều dân nước họp đại hội, chúng sẽ khiến ngươi rơi vào bẫy của ta. Ta sẽ bỏ mặc ngươi trên đất, sẽ quăng ngươi lên mặt cánh đồng, cho mọi thứ chim trời đến nọ, và mọi dã thú sẽ nhờ ngươi mà được no lòng. Ta sẽ để thịt ngươi ở trên núi, và thây rửa nát của ngươi ta sẽ lấp đầy thung lũng. Máu của ngươi chảy ra trên núi đồi, ta đem tưới trên mặt đất, và xác chết của ngươi ta sẽ chất đầy khe suối. Khi ngươi liệm tắt, ta sẽ che phủ bầu trời và làm cho các vì sao ra tăm tối. Ta sẽ kéo mây che phủ mặt trời, mặt trăng sẽ không còn chiếu sáng. Vì ngươi mọi tinh tú trên trời, ta sẽ làm cho ra tăm tối và cho bóng tối lan tràn trên khắp xứ sở ngươi. Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Chúng ta đọc câu số 9 luôn. Ta sẽ khiến cho lòng nhiều dân phải buồn sầu, khi ta để cho ngươi phải tan nát giữa chư dân.
tại các miền đất ngươi không biết. Vậy thì lời sấm này là đang nói về Pharaoh vua Ai Cập, đúng hơn là nói về dân Ai Cập. Sẽ có một ngày nào đó dân Ai Cập vốn là dân cũng đã từng đàn áp dân Chúa. Chúng ta thấy là trong sách Xuất Hành thì dân Ai Cập cũng là dân đã đàn áp dân Chúa. Và trong lịch sử của dân Do Thái thì dân Ai Cập cũng đã nhiều lần có những tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến dân Chúa. Thì qua ngôn sứ Ezekiel thì Chúa tiên báo một ngày mà dân Ai Cập sẽ bị diệt vong. Ngày sẽ bị diệt vong. Và trong ngày bị diệt vong như thế thì Chúa sẽ làm cho bầu trời và các vì sao ra tăm tối, để diễn tả cái cảnh tan thương của đất nước Ai Cập. Đó, tan thương của đất nước Ai Cập. Đó, tăm tối sẽ lan tràn trên khắp xứ sở Ai Cập. Đó, mọi dân các ngươi sẽ bị tan nát giữa chư dân, vân vân. Thế thì ngôn sứ Ezekiel dùng cái ngôn ngữ đó mà sau này chúng ta gọi là ngôn ngữ thuộc dòng văn chương Khải Huyền. Dòng văn chương Khải Huyền nghĩa là Chúa mặc khải cho nhân loại biết thánh ý của Ngài, nhưng mà qua nhiều cái ngôn ngữ, ngôn từ có tính cách mầu nhiệm, chúng ta không có hiểu hết được những ngôn từ đó. Người ta gọi đó là dòng văn chương Khải Huyền. Thì các ngôn sứ, có một số ngôn sứ hay sử dụng dòng văn chương Khải Huyền, như chúng ta đã trưng dẫn Isaiah và Ezekiel. Và chúng ta cũng thấy là Matthew, Marco và Luca khi nói về thời cánh chung thì cũng dùng dòng văn chương Khải Huyền đó của người Do Thái. Dòng văn chương Khải Huyền để dùng những hình ảnh mầu nhiệm, khó hiểu, bí ẩn để nói về thời cánh chung. Trong đó chúng ta thấy có những khái niệm như là mặt trời ra tối tăm, mặt trăng không chiếu sáng, các ngôi sao xa xuống, rồi sóng biển, biển gào sóng thét, vân vân, để diễn tả sức tàn phá của ngày cánh chung. Sự tàn phá của ngày cánh chung. Rồi khi mà muôn dân sẽ phải chịu sự xét xử của Chúa. Rồi đây là câu mà chúng ta thấy. Vậy tóm lại câu số 2, có nhiều hiện tượng, có nhiều hiện tượng. Và Thánh Luca đã dùng ngôn ngữ của dòng văn chương khắc Khải Huyền để nói về ngày cánh chung. Đấy là ngôn ngữ của dòng văn chương Khải Huyền. Rồi sang câu thứ 3. Những hiện tượng kinh khủng trong ngày ấy sẽ xảy ra trước mắt ai? Chúng ta trả lời được câu hỏi đó thì chúng ta thấy cha Siêu cũng đã gợi ý cho chúng ta rồi. Đó là đọc Luca 21, 25 và 35. Chúng ta đọc chương 21 câu 25 là sẽ xảy ra trước mắt ai đấy? Muôn dân, đúng không? Muôn dân sẽ lo lắng. Muôn dân có nghĩa là sao? Mọi dân, đúng không? Mọi dân, mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ trên thế giới. Chứ không phải là chỉ có ảnh hưởng đến một dân nào đó. Như vậy thì biến cố này có tác động, nó có tính cách làm sao? Toàn cầu, đúng không? Có tính cách toàn cầu, chứ không phải xảy ra ở một vùng nào đó mà thôi. Biến cố cánh chung sẽ xảy đến cho hết mọi dân. Và muôn dân sẽ lo lắng trước cái viễn tượng kinh khủng như vậy. Rồi. Thế câu 35 thì có cái chữ gì? Mọi dân, vâng. Trên khắp mặt đất, vâng, muôn dân và mọi dân thì cũng như nhau cả, vâng. Rồi vậy thì câu thứ 3 thì tương đối dễ. Để sang câu thứ 4. Trước những hiện tượng đó, đâu là tâm trạng của những người chứng kiến? Đâu là tâm trạng của những người chứng kiến trước cảnh như là mặt trời tối tăm, mặt trăng không chiếu sáng, các vì sao xa xuống đất? Thì tâm trạng là sao? Sẽ lo lắng, hoang mang, lo lắng, hoang mang. Rồi sau đó là sao? Sợ đến hồn siêu phát lạc. Vâng, là một cái câu dịch rất là đẹp. Rất đẹp trong tiếng Việt là hồn siêu phát lạc. Tiếng Hy Lạp thì đơn giản hơn. Nghĩa ta là sợ đến độ không có thở được nữa. Tiếng Hy Lạp đơn giản là như vậy.
sợ quá mà mình hết hồn quá, mình kinh sợ quá, mình không thở được nữa. Không thở được nữa thì làm sao? Thì chết thôi. Hồn siêu phát lạc thì cũng được. Hồn phát nghĩa là chúng ta bị lạc đi đâu đó, chúng ta không còn có ở trong cái thân xác này nữa. Hồn và phát đó, lạc đi đâu đó, chúng ta đã chết rồi. Sợ như thế. Tiếng Hy Lạp thì đơn giản hơn là họ không thở nổi. Sợ quá không dám thở, thở không được. Rồi. Rồi tiếng Việt để dịch cho đó rất là đẹp. Diễn được ý nghĩa. Diễn được ý nghĩa. Ví dụ như là có một thân vịnh, tiếng Việt dịch cũng rất là hay. Tiếng Do Thái thì đơn giản hơn. Ngày sáu khắc vầng ô không tác họa, đêm năm căn văn nguyệt chẳng hại chi. Đấy, đây là tiếng Việt dịch văn thơ rất hay. Tiếng Do Thái đơn giản lắm. Tiếng Do Thái có nghĩa là mặt trời sẽ không đánh bạn vào ban ngày. Mặt trời sẽ không đánh bạn vào ban ngày. Và mặt trăng cũng không có đánh bạn, giả thiết như thế, vào ban đêm. Đấy. Cái tiếng Do Thái chỉ đơn giản vậy thì dĩ nhiên nó cũng là văn thơ. Nhưng mà tiếng Việt khi người ta chuyển sang nhau cách giới kinh phụng vụ thì các vị đã dịch rất là rất đẹp. Diễn được cái ý tưởng đó. Ngày sáu khắc vầng ô không tác họa, đêm năm căn vằn nguyệt chẳng hại chi, cũng là vấn đề về, mặt trời và mặt trăng. Thế thì mặt trời đó, nó dĩ nhiên nó có tác dụng rất là nhiều cho chúng ta, nhiều điều tốt đẹp. Nhưng mà ngày sáu khắc vầng ô không tác họa, mặt trời không tác họa thì theo quý anh chị em thì mặt trời nó không gây cho mình cái mối hại, thì thường mặt trời gây mình cái hại gì rồi? Hạn hán ạ. Tức là nắng quá thì cũng hạn hán, đúng không? Mấy ngày hôm nay chúng ta thấy cũng nóng quá. Nhiệt độ 39, 40 độ thì chúng ta thấy là cũng nắng quá. Nhưng mà cái thông thường mà chúng ta cứ ra nắng như thế, nắng quá như vậy thường chúng ta hay bị sao? Bị say nắng, đúng không? Bị say nắng, có những người bị say nắng. Đó. Hoặc là giống như chị nói là hạn hán, rất tốt. Vâng. Thế ngày sau khắc vầng ô không tác họa thì đừng có nắng quá. Mà trời không có nắng không làm hại cuộc sống của chúng ta, không làm hại đời sống của chúng ta, làm chúng ta có thể bị say nắng. Nhưng mà đêm năm căn vằn nguyệt chẳng hại chi, nhưng nguyệt nó hại chúng ta cái gì? Đêm năm canh vào ban đêm đó, nhà mặt trăng nó không gây hại cho chúng ta. Nhưng mà lại bên đấy thì đêm năm canh vằn nguyệt chẳng hại chi, vậy nó hại gì giờ? Mặt trăng hại mình gì giờ? Tối tăm à? Đâu phải đâu. Mặt trăng không, ở đây chưa có nói về tối tăm, vẫn là mặt trăng bình thường đó. Mặt trăng bình thường, đêm năm căn vằn nguyệt chẳng hại chi, vậy thì mặt nguyệt hại cái mình cái gì giờ? Mất ngủ hả? Vâng, cho một ý tưởng. Anh giải thích ý tưởng đó, ý tưởng nó tốt. Anh giải thích ý tưởng tại sao là mất ngủ. Trăng thanh gió mát thì mình làm thơ cho người khó ngủ hay sao? Dạ, lo động não làm thơ cũng không được. Vâng ạ. Cũng là một chi tiết, nhưng mà đấy là cũng chắc cũng xảy ra một vài người. Nhưng mà có lẽ tác giả Kinh Thánh không nghĩ đến cái chuyện làm thơ như vậy. Nhưng mà cái mặt trăng ấy, thường người ta hay nghĩ mặt trăng gây hại cho mình cái gì? Ôi, chị nào vừa mới nói. Đúng rồi, thủy triều, đúng không? Thủy triều, đúng rồi. Chúng ta thấy là sức hút của mặt trăng làm cho các chất lỏng trên bề mặt trái đất nó dâng cao lên và làm cho có thủy triều, nhất là những ngày trăng tròn. Và người ta thống kê, cái này thì không biết khoa học của nói như thế nào, nhưng mà người ta thống kê vào những ngày trăng tròn cái tỷ lệ tội phạm gia tăng hơn rất nhiều, và đặc biệt là cái số người điên gia tăng rất nhiều vào những ngày trăng tròn đó. Đấy. Thế thì các nhà khoa học mới giải thích như sao? Đó là lực hút của mặt trăng làm cho các chất lỏng trên bề mặt trái đất và các chất lỏng nói chung nó sẽ được dâng cao lên. Nếu mà trong máu của chúng ta này cũng có các chất lỏng, máu là chất lỏng trong cơ thể chúng ta, nó cũng chạy. Và khi vào những cái ngày mà trăng tròn như thế thì cái sức hút nó hút mạnh lên, làm cho não bộ của chúng ta nó có vấn đề. Thường vào những cái ngày đó người ta hay bị mát, bị điên.
À, thì không biết nó xảy ra đúng như vậy hay không. Nhưng mà có lẽ người Do Thái người ta cũng quan sát, người Do Thái người ta cũng quan sát cái hiện tượng như vậy, cho nên họ mới viết là ngày sau khắc vầng ô không tác họa, đêm năm căn văn nguyệt chẳng hại chi. Đấy, chúng ta vẫn trong tay Thiên Chúa thì chúng ta được an bình, cho dù là mặt trời mặt trăng có làm gì đi nữa thì chúng ta vẫn được an bình trong tay Chúa. Người ta dùng cái hình ảnh như vậy. Bây giờ chúng ta trở lại vấn đề của chúng ta. Hồi nãy tự nhiên đang nói cái gì mà lại bàn à, tâm trạng của những người chứng kiến. Ở đây thì chúng ta thấy là hồn siêu phất lạc, lo lắng hoang mang, rồi câu đó thì cũng dễ trả lời. Sang câu thứ 5: nhưng mà biến cố quan trọng nhất không phải là sợ hãi. Sợ hãi là có, hoang mang là có, hồn siêu phất lạc là có, nhưng mà biến cố quan trọng nhất là biến cố gì? Quan trọng hơn chứ không phải cái ngày đó là ngày sợ hãi cho bằng cái ngày đó là ngày gì? Đó, câu nào đấy nhỉ? Câu 27, chúng ta đọc câu 27. Bây giờ thiên hạ sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh quang từ trong đám mây mà đến. Vâng, vậy thì biến cố quan trọng đó không phải là cái chuyện mặt trời xa sầm, mặt trăng thiếu không còn chiếu sáng, hay là các tinh tú xa xuống đất. Nhà biến cố quan trọng đó là biến cố ngôi hai, xin lỗi, đây là con người, tức là Đức Giêsu Kitô phục sinh đó. Đấng đó sẽ đến trong quyền năng và vinh quang, đó, đến trong đám mây. Chúng ta có khái niệm đám mây rồi đấy. Dừng lại, mặc dù cha siêu không hỏi, nhưng mà thôi tôi cũng cố gắng tôi hỏi của chị để cho nó hết giờ, chúng ta không đến sớm nhanh quá. Thế đám mây là cái gì giờ? Chúa ngự đến trong đám mây. Thế mây là cái gì? Vâng, theo anh hiểu đám mây là gì? Dạ thưa cha, theo con mây thì nó là cái quyền lực từ trời. Quyền từ trời. Chúng ta xem phim gọi là gì? Tây Du Ký, đúng không? Tây Du Ký thì chúng ta thấy anh Tôn Ngộ Không cũng thường là xong. Cũng đằng vân đấy, đằng vân cưỡi mây tới. Thế thì người thường có cưỡi mây được không? Người mới thường đâu có cưỡi được. Thường có các vị tiên, ít là trong văn hóa của Trung Hoa, của Đông Phương là phải có các vị tiên, hoặc là các vị từ trời, các vị thần thánh từ trời thì mới cưỡi mây được, chứ người thường không cưỡi được. Đấy, cho nên ít nhất là chúng ta thấy có sự tương đồng về văn hóa người Do Thái và văn hóa Trung Hoa hay là Đông Phương của chúng ta. Đó là khi nói về những gì đặc biệt liên hệ đến thần thánh thì người ta phải dùng một cái hình ảnh không thể áp dụng cho người thường. Đó là đằng vân đi đến trong các đám mây. Nó có gì đó rất mầu nhiệm. Nhưng mà không phải đơn giản như vậy. Chúa là đi đến trong đám mây thì dĩ nhiên Chúa là Thiên Chúa rồi. Ngôi hai Thiên Chúa là Đấng Kitô phục sinh, đúng rồi. Ngài còn vượt trên các vị thần thánh, các vị tiên. Đồng ý. Ngài cũng đến trong đám mây, nhưng mà đối với lại cựu ước, đám mây nó không chỉ đơn giản như vậy. Đám mây thường là ai xuất hiện trong đám mây? Thiên Chúa Cha, đúng không? Thiên Chúa Giê-hô-va trong cựu ước thường Ngài xuất hiện trong đám mây. Rồi có hai biến cố trong cuộc đời của Chúa Giê-xu có vấn đề hay là có hiện tượng là có đám mây. Anh chị nào biết khi Chúa Giê-xu đúng rồi, khi Chúa Giê-xu thứ nhất là chịu phép rửa thì có gì? Có mây không? Đấy, chúng ta phải mở lại. Vâng, chúng ta mở lại Matthew. Vâng, xin mở lại Matthew. Thì tôi đang dẫn anh chị em vào khái niệm thế nào là mây đó. Nó không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Mây là có ý nghĩa đấy trong thần học. Vâng, chúng ta xem chương 3 Chúa Trị Phép Rửa câu 13. Câu 16 đúng không? Thì các chúng ta đọc chung với nhau để coi có mây không. Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra
Người thấy thần khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên người. Và có tiếng từ trời phán: đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người. Vậy là chắc không có mây, chỉ có thành trời mở ra. Vậy chúng ta phải mở sang biến cố Chúa biến hình. Biến cố Chúa biến hình thì chắc chắn là phải có mây rồi. Chúa hiển dung ở chương 17. Chương 17. Rồi. Chúng ta đọc câu 5 nhé. Đọc câu 5. Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người. Các ngươi hãy vâng nghe lời người. Vâng. Thế thì tiếng nào từ trong đám mây phán ra đấy? Đó là tiếng Chúa Cha nhé. Thế bây giờ Chúa Thánh Thần hiện diện ở đâu bây giờ? Trong biến cố này, trong biến cố Chúa chịu phép rửa thì Chúa Thánh Thần hiện diện qua hình ảnh thôi, qua hình ảnh của con bồ câu ngự xuống trên Ngài. Nhưng mà trong biến cố Chúa hiển dung, hiển linh, hiển dung, xin lỗi, thì Chúa Thánh Thần hiện ra bằng cách nào bây giờ? Chẳng thấy có Chúa Thánh Thần gì cả, có không? Có Thánh Thần ở đâu? Có không? Có thấy Chúa Thánh Thần không? Khó đấy chứ. Vâng, đúng rồi. Đám mây sáng ngời đó là biểu tượng của Chúa Thánh Thần. À, biểu tượng của Chúa Thánh Thần trong sách giáo lý Công giáo thì nói Chúa Thánh Thần có nhiều biểu tượng lắm. Trong đó chúng ta đã thấy Chúa Thánh Thần là biểu tượng là chim bồ câu hiện xuống ngự trên Chúa Giêsu khi Ngài chịu phép rửa. Khi Chúa Giêsu hiện ra khi Ngài đã phục sinh rồi đó, Ngài hiện ra thì Ngài thổi hơi và các tông đồ nhận được Chúa Thánh Thần qua biểu tượng là gì đấy? Các cái lưỡi lửa, lưỡi lửa để Chúa Thánh Thần hiện diện. Và sách giáo lý còn nói nữa, Chúa Thánh Thần trong sách Tin Mừng Gioan thì nói Chúa Thánh Thần là đấng gì? Là đấng bảo trợ, là đấng bảo trợ. Chúa Thánh Thần là đấng bảo trợ cho chúng ta. Và sách giáo lý còn nói biểu tượng của Chúa Thánh Thần là đám mây. Biểu tượng của Chúa Thánh Thần là đám mây, đặc biệt trong những đám mây mà có Thiên Chúa xuất hiện. Chúng ta thấy trong Cựu Ước Thiên Chúa xuất hiện trên núi Sinai luôn luôn là xuất hiện trong đám mây, trong lửa. Trong đám mây, trong lửa. Đấy. Cho nên ở đây đấy, Chúa hiện đến trong đám mây thì không có đơn giản chỉ là Ngài giống như các vị thần tiên hiện ra và có các đám mây đi kèm để diễn tả sự trọng thể, vinh quang của Ngài, nhưng mà còn hàm ý có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần ở đó nữa. Vâng, đây là điều chúng ta cùng bàn với nhau. Khi Chúa hiện ra, Chúa xuất hiện. Và Chúa xuất hiện vào ngày nào? Chúng ta đọc Kinh Tin Kính đó, chúng ta chỉ thấy có một câu đó là gì? Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Ngày sau thì chẳng biết là ngày nào, đúng không? Đấy, thì Kinh Thánh Kính chỉ nói là có ngày sau. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Đấy, thì ngày sau đây chúng ta nói đó là ngày cắn chung, đúng không? Ngày cắn chung, ngày Chúa quang lâm. Nhưng mà khi nói là ngày sau thì chứng tỏ là giáo hội có tuyên tín là vào một cái ngày cụ thể nào không? Không, vâng, giáo hội không có tuyên tín ngày đó, bởi vì đó nằm trong mầu nhiệm của Thiên Chúa. Thiên Chúa biết thôi, chúng ta không có biết. Rồi, để chúng ta trở lại những câu hỏi của cha Siêu nhé. Vâng. Bây giờ đọc Kinh Tin Kính, đấy, có nói đến biến cố đó. Đọc Kinh Tin Kính có nói là ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Đúng rồi. Vậy thì Chúa hiện đến theo Kinh Tin Kính, hay là Kinh Tin Kính thì cũng phản ánh tinh thần của các sách Tin Mừng. Thì Chúa đến là để làm gì? Để phán xét, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Kẻ sống và kẻ chết. Thế kẻ sống và kẻ chết là kẻ nào bây giờ? Chúa đến phán xét kẻ sống và kẻ chết là kẻ nào bây giờ? Kẻ sống và kẻ chết, vâng, mời anh, vâng.
cho đến phán xét kẻ dạ, sống. Dạ thưa cha, theo con nghĩ kẻ sống và kẻ chết, tức là người sống tại thời đang còn sống, Chúa hiện xuống vào cái thời người đó đang còn sống. Còn người chết thì đứng từ thời điểm đó Chúa xu hiện xuống, Chúa hiện xuống thì những người đã chết rồi. Kẻ sống và kẻ chết. Nhưng mà trước đó thì chắc là vâng, chắc chúng ta cũng chết hết rồi. Vâng, ý tưởng của anh cũng là một ý tưởng tốt. Vâng, nhưng mà tôi nghĩ sang một ý tưởng khác. Khái niệm về kẻ sống kẻ chết ở đây có thể hiểu theo một nghĩa khác, anh hiểu thì tôi cũng đồng ý thôi. Nhưng mà có lẽ hiểu sang là gì? Bởi vì lúc đó là ngày phục sinh, phục sinh của tất cả mọi người, ngày phục sinh, ngày phán xét chung của tất cả mọi người. Trong đó có những người thì gọi là những kẻ lành, và có những người gọi là kẻ dữ, có những người có sự sống và có những người thì không còn sự sống nữa, sự sống thần linh đó, người ở trong hỏa ngục chẳng hạn như vậy. Thì đấy, những người đó thì có lẽ họ đã chết trong Chúa, xin lỗi, họ đã chết khi mà không có niềm tin vào Chúa. Thì tôi nghĩ ngoài cái yếu tố anh nói là đúng, là nói là kẻ sống và kẻ chết, ý muốn nói là Chúa phán xét hết mọi người, không ai, không trừ ai. Nhưng mà có lẽ còn có cái khái niệm như vậy nữa. Có những người đã chết rồi, nhưng mà có những người chết đó thì được lên thiên đàng, có những người chết thì xuống hỏa ngục. Thì cùng đều là chết, nhưng mà có những người thì sống với Chúa, có những người thì đã chết về mặt thiêng liêng, không còn sống nữa. Vâng. Rồi, bây giờ chúng ta trở lại. Chúng ta đọc Daniel, như là cha siêu gợi ý. Daniel chương 7 câu 13. Sách Daniel chương 7 câu 13. Ngài cũng nói về một khái niệm là như con người. Con người đã viết hoa. Như con người. Trong những thị kiến ban đêm, tôi mãi nhìn thì kìa, có ai như một con người đang ngự giá mây trời mà đến. Vâng, chúng ta dừng lại. Thế thì Chúa Giêsu cũng dùng lại hình ảnh mà Daniel đã dùng, cũng là thuộc phần dòng văn chương Khải Huyền. Daniel cũng đã dùng hình ảnh là có một vị giống như con người. Giống như con người, vị đó cũng ngự giá mây trời mà đến. Thì Chúa Giêsu cũng dùng cái hình ảnh là, thì Chúa Giêsu gọi mình là con người, chúng ta gọi Ngài là con Thiên Chúa, nhưng mà khi mà xưng hô với lại mọi người vào thời của Chúa, khi mà Chúa loan báo tin mừng, thì thường Ngài hay dùng khái niệm là con người để nói về Ngài, về chính Ngài. Thì cha siêu cho chúng ta Daniel 7:3 là để cho chúng ta thấy cái hình ảnh mà Chúa dùng là con người đầy quyền năng và vinh quang đến trong đám mây, là hình ảnh đã được ngôn sứ Daniel sử dụng trước đó trong Cựu Ước. Thế Chúa Giêsu lấy lại hình ảnh đó để nói về ngày quang lâm, ngày Chúa ngự đến để xét xử mọi người. Đây không phải là điều gì đó Chúa nghĩ ra, mà trước đó đã có người nói về hình ảnh đó, Chúa lấy lại hình ảnh đó để nói. Tuy nhiên là có một cái ý nghĩa mới. Vâng. Rồi chúng ta sang câu thứ 6. Câu thứ 6. Đức Giêsu khuyên các Kitô hữu làm gì khi những chuyện ấy bắt đầu xảy ra? Tại sao họ lại không sợ? Chúng ta đọc câu 28. Chúng ta đọc câu 28. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Vâng, thầy Chúa khuyên chúng ta có hai điều, đó là gì? Đứng thẳng và ngẩng đầu. Lý do là bởi vì chúng ta được Chúa cứu chuộc. Vậy thì đứng thẳng và ngẩng đầu là gì? Khuyên chúng ta đứng thẳng và ngẩng đầu thì có phải là chúng ta đang nằm mà chúng ta đứng lên rồi ngẩng đầu lên như này, không phải vậy không? Hay là chắc Chúa muốn nói cái gì đó, nhưng mà qua cái hình ảnh là đứng thẳng và ngẩng đầu. Đây là đứng thẳng và ngẩng đầu. Thì đây là tư thế của con người mà can trường và đang chờ đợi. Đấy, đấy, tuyệt vời đấy. Câu trả lời xin cho một tràng pháo tay mà. Đấy, cụ là nêu tấm gương sáng cho chúng con đấy. Đấy, đúng rồi, can trường đấy, đúng rồi. Những người can trường, như chúng ta thấy các vị tử đạo, đúng không? Các vị tử đạo rất là can trường. Tư thế hiên ngang đó, không có sợ hãi.
không có sợ hãi. Bởi vì nói chung mọi người trước đó thì làm sao, muôn dân đang sao, đang sợ hãi, hồn siêu phát lạc, ai cũng sợ hết, hồn siêu phát lạc, muôn dân đang sợ hãi, bồn chồn lo lắng. Thì khi mà người ta bồn chồn lo lắng sợ hãi mà người ta lại thấy cái này cái kia xa xuống thì thường người ta phải làm gì? Trốn đi đâu đó, đúng không? Trốn đi núp chỗ này chỗ kia, đó là thường chui nhủi, chui chỗ này chui chỗ kia để mà tránh tinh tú rơi xuống. Đấy, hình ảnh là như vậy. Còn đây Chúa bảo là sao không, cứ đứng thẳng lên, không phải sợ hãi gì hết, ngẩng đầu lên là hàm ý là hiên ngang để đón Chúa đến chứ không phải sợ hãi. Đó, can trường đón Chúa đến. Đón Chúa đến bởi vì họ không phải họ tự kiêu, không phải họ kiêu căng, họ ngẩng đầu theo cái nghĩa là kiêu căng, không phải, mà đây có nghĩa là trong tư thế hiên ngang, không sợ hãi, bởi vì Chúa đã đến để cứu chuộc chúng ta. Vâng, hình ảnh rất đẹp, đứng thẳng và ngẩng đầu, nhưng mà dù sao chúng ta cũng phải giải thích một chút, không thì người ta bảo nhiều khi anh kiêu căng quá, ngẩng đầu ngạo nghễ đấy, kiểu vậy, kiêu căng không phải, đây không phải kiêu căng. À, rồi bây giờ chúng ta sang câu số 7. Vâng, chúng ta đã giải quyết khá nhiều câu hỏi. Cha Siêu chắc cũng đặt ra những câu hỏi tương đối cũng dễ, cho nên ai cũng có thể trả lời được. Các Kitô hữu đang trông chờ ngày ấy, ngày đến bất thần như chiếc lưới chụp xuống mọi người. Đâu là những cám dỗ mới của thời đại hôm nay mà chúng ta cần cảnh giác? Thì Ngài có gợi ý chúng ta đọc câu 34. Câu 34 chúng ta đọc chung với nhau một chút. Vậy anh em hãy đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chèn chén say xưa, lo lắng sự đời, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em. Vâng, thế thì Chúa mời gọi chúng ta phải làm sao? Phải sống tinh thần gì? Tỉnh thức, đúng không? Sống tinh thần, tỉnh thức. Đó, tỉnh thức, chớ có sống theo cái lối sống mà lối sống của thế gian, lối sống cũ, vẫn là cái chảy gì đó, chè chén say sưa, chè chén say sưa, hưởng thụ, không để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng những sự đời, đó, lo lắng những sự đời. Và Chúa dùng hình ảnh gì đấy? Lần này thì Chúa lại dùng hình ảnh là lưới, ngày đó như chiếc lưới mà chụp xuống, bất thần, tức là chúng ta không biết, chụp xuống chúng ta. Đấy, bắt hết nếu mà chúng ta không có chuẩn bị. Không chuẩn bị. Thì chè chén say sưa lo lắng sự đời. Thì cái khái niệm gọi là lo lắng sự đời đó, đố thì cũng hơi kỳ, bởi vì nó vô máy phát lên mà nói đố cũng kỳ thôi. Nhưng mà hơi hỏi lo lắng sự đời, có một cái dụ ngôn nào mà Chúa cũng nói lo lắng sự đời tương tự như thế, có một dụ ngôn nào Chúa? Vâng, mời cụ đấy, cụ chắc nhớ nhiều lắm. Vâng. Thưa con nhớ Luca 8:14. Vâng. Có hạt rơi vào bụi gai đấy. Đó là những kẻ nghe nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cũng như những khoái lạc cuộc đời làm chết ngợp và không đạt tới mức trưởng thành. Đúng rồi, cảm ơn cụ đấy. Cho cụ thêm chàng pháo tay nữa. Đấy, đúng đấy. Đấy, gọi là những cái hạt mà rơi vào gì đấy, cụ nhắc lại cho mọi người. Hạt rơi vào cái gì mà Chúa ví? Hạt rơi vào bụi gai. Hạt rơi vào bụi gai. Có nghe lời Chúa, có người đó tích cực, nghe, đúng không? Có nghe nhưng mà... Có nghe nhưng mà lại bị những lo lắng khác. Vinh hoa phú quý ở đời, đúng không? Những thứ khoái lạc làm cho chết ngộp, làm cho chúng ta không có lớn lên được hạt giống lời Chúa. Đấy, đấy thì lời đó là một khái niệm. Đấy, chưa dùng cái khái niệm gọi là lo lắng sự đời. Đấy, lo lắng sự đời. Có một chỗ nào mà Chúa nói lo lắng sự đời thì được cái gì? Lo lắng sự đời thì được cái gì? Thì được sao? Chúa nói về cái gì mà anh em đừng có lo lắng quá. Rồi, ai có thể nói? Cũng có cái khái niệm lo lắng sự đời đó. Lo lắng đó. Vâng, mời mẹ. Được lời lại cả thế gian mà mất linh hồn thì nào có ích chi.
thì cũng tinh thần như thế, nhưng mà nó chưa có đúng cái câu mà Chúa muốn nói, đó là vâng mời ăn. Vâng. Dạ thưa cha, cái bài tin mừng này hay sử dụng trong ngày xuân, ngày mùng 3 Tết thì phải. Thánh áo công việc làm. Thì đúng Chúa rồi. Nói cái câu là anh em cứ lo lắng làm gì, ngày mai cứ ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày đấy. Đúng là cũng có cái chí thế, nhưng mà nó chưa có đụng đến cái lo lắng. Khi Chúa nói là lo lắng thì được cái gì? Làm sao? Chúa lại so sánh chúng ta với cuộc sống của những gì đấy? Của chim và hoa huệ ngoài đồng. Bởi vì nếu mà chúng ta có lo lắng sự đời thì có làm cho cái gì? Có kéo dài thêm một gang tay. Có thể kéo dài ra sự sống thêm một gang tấc nào hay không? Đấy, những lo lắng sự đời thì Chúa nói như thế. Đúng rồi, anh nói đúng, tức là cái phần kết luận của Chúa nói như vậy. Đó là lo lắng sự đời thì ngày nào có cái đau khổ của ngày đó, lo lắng cũng không có ích lợi gì hết. Đó. Và đặc biệt là Chúa mời gọi chúng ta tín thác vào Chúa, đến độ mà Ngài dùng hình ảnh những con chim bông hoa ngoài đồng như thế. Nay còn mai mất mà Chúa vẫn quan tâm. Đấy. Thế đây chúng ta đang khai triển cái ý niệm thế nào là lo lắng sự đời của Chúa, cái câu chuyện chè chén say sưa. Chè chén say sưa, có cái câu chuyện nào mà Chúa cũng cảnh báo các môn đệ của Chúa đừng có chè chén say sưa? Chè chén say sưa, có dụ ngôn nào mà Chúa nói là cũng chớ có mà chè chén say sưa? Đúng rồi. Đấy, vậy. Dạ thưa cha, đó là câu chuyện người đầy tớ đợi chủ về. Đúng rồi, người đầy tớ đợi chủ về thì sao? Thì anh đúng rồi đấy, anh đúng rồi. Chè chén say sưa đánh đập tôi trai. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cảm ơn cho anh một tràng pháo tay. Vâng. Đấy, đúng rồi. Chúa cảnh cáo, cảnh báo đúng không? Các môn đệ của Chúa hay những người lắng nghe tiếng Chúa là khi hãy sẵn sàng chờ đón Chúa về, chớ có chè chén say sưa và đánh đập tôi trai tớ gái và nói trong lòng mình là gì? Ông chủ của ta còn lâu mới về, chưa có về còn lâu mới về. Đây là một khái niệm. Nhưng mà cái chuyện mà chè chén say sưa, và Chúa nói là thế gian có thể chè chén say sưa lo lắng như thế, mọi người đang chạy theo cái trào lưu như thế, chè chén say sưa như thế, nhưng mà anh em đừng có để mình như vậy. Thì trong Cựu Ước có một câu chuyện rất nổi tiếng. Câu chuyện nào trong Cựu Ước mà mọi người vẫn cứ vui vẻ say sưa? Rồi đúng rồi, Noe vậy. Trong sách nào đấy? Trong sách nào đấy? Sách Sáng Thế. Đúng rồi, Noe thì phải là trong sách Sáng Thế. Chúng ta thử mở sách Sáng Thế, có lẽ là chương 6 sách Sáng Thế. Đúng rồi, đấy. Rồi, Noe là một người rất đặc biệt. Chúa truyền cho ông đóng cái con tàu đó ngay lúc mà mọi người vẫn còn đang đúng rồi. Đường có ai đã thấy chưa? Nó nằm ở chương 6 đó. Nhưng mà trong Tân Ước thì mới có nói. Chương Tân Ước. Đúng rồi, trong Tân Ước thì Chúa Giêsu có nói là khi mà thiên hạ còn đang dựng vợ gả chồng, đây là vẫn còn đi buôn bán dựng vợ gả chồng, thì ông Noe làm một cái chuyện mà thiên hạ bảo là nực cười, chẳng ai đi làm như thế, nhưng mà chính ông đã làm. Và ông đã cứu được đấy, thức tỉnh, cứu được gia đình ông và cứu được cả một thọ tạo mới. Vâng. Rồi bây giờ chúng ta trở lại đây. Chúa nói là đừng để lòng mình nó nặng nề chè chén say sưa lo lắng sự đời, kẻo chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em. Vâng. Rồi câu số 8. Vâng, câu số 8. Và đọc Luca 21 câu 36. Đâu là những thái độ chúng ta cần có để sẵn sàng đón ngày bất ngờ ấy? Chúng ta đọc câu 36. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Vâng, chúng ta có nhiều khái niệm lắm. Thứ nhất là Chúa khuyên chúng ta hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn.
tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để chúng ta có thể thoát khỏi những điều đó và đứng vững trước mặt con người. Thế thì theo quý anh chị, đứng vững trước mặt con người có nghĩa là gì? Đứng vững trước mặt con người là sao? Để anh em có thể đứng vững trước mặt con người, chúng ta đọc như vậy nhưng mà biết đứng vững là sao? À, đúng rồi. À, đứng vững. Đứng vững tức là không bị gì? À, không bị vấp ngã, không bị té, à, không có siêu chỗ này vẹo qua chỗ kia, đúng không? Đấy. Thế thì đấy, từ cái khái niệm như thế chúng ta có thể rút ra đứng vững à, là chúng ta trước mặt Chúa chúng ta là người công chính. Chúng ta không có bị bà phú quý chỗ này chỗ kia lôi kéo. Chúng ta cũng không bị thế lực này cám dỗ kia lôi kéo siêu vẹo à, lúc thì đứng về phía Chúa, lúc thì lại vẹo qua chỗ khác. Không phải. Rồi. Nhưng mà có một chi tiết quan trọng lắm. Bây giờ Chúa đang nói ở đây, nhưng mà sau đó Chúa lại nói với ai đó là anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Chúa nói với ai quan trọng lắm. Bây giờ là Chúa nói trước cái biến cố đó, Chúa cũng nói với ai là anh em phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Chúa nói với ai? Các môn đệ trong biến cố gì đấy? Trong biến cố vườn cây dầu đó. Trong biến cố là Chúa chịu tử nạn. Chúa chịu tử nạn, Chúa cũng khuyên các môn đệ là anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, kẻo xa trước cám dỗ, vì tinh thần thì hăng hái mà thể xác thì yếu hèn. Đấy, có một chi tiết đấy à, Chúa sẽ nhắc lại cái điều đó. Thế thì Chúa không chỉ nhắc ở đây mà nhắc trong một cái biến cố cụ thể, trong một cái thử thách đức tin rất lớn đối với các môn đệ lúc đó, là hãy giữ vững tinh thần cầu nguyện và tỉnh thức. Bởi vì Chúa biết chúng ta là yếu đuối, thì thể xác chúng ta có thể xác, cho nên những thể xác đó có thể làm cho chúng ta yếu đuối và sa ngã. Tinh thần chúng có thể mạnh mẽ, chúng ta vẫn tuyên xưng tin vào Chúa, nhưng mà thể xác thì nó lại không tuân theo như thế đó, làm cho chúng ta xa lánh Chúa, không còn tỉnh thức và cầu nguyện với Chúa nữa, không còn đứng vững trước mặt Chúa nữa. Rồi, đây chúng ta đã giải quyết được 8 câu đấy, bây giờ sang câu thứ 9. À, câu thứ 9 thì chắc tôi cũng cần một số anh chị em thử suy nghĩ một chút. Ngày tận thế làm bạn sợ hãi hay vui sướng? À, nếu mà sợ thế bây giờ mình cứ nói thực lòng đấy, tôi cũng sợ lắm, như vậy vui sướng gì đâu. Chắc thấy mình có tội nên mình sợ. Tại sao bạn sợ và tại sao bạn vui? À, chúng ta cứ trả lời thực lòng với nhau. Ai tự nguyện thì cứ trả lời, cái này không ép buộc. Vâng. Cái này nội tâm mà. À, thì mình cứ thấy mình sợ thì mình nói mình sợ, lý do mình sợ. Cái này mình vui thì mình nói mình vui. À, cá nhân thì tôi thấy cũng sợ, nghe thấy Chúa nói thấy cũng sợ thật. À, mặc dù là chắc cá nhân tôi cũng chưa sống đến cái ngày tận thế đó đâu, chẳng chết trước rồi, vài năm nữa chắc chết. Đó, chưa thấy cái cảnh mà mặt trời thì tăm tối, mặt trăng không chiếu sáng, các ngôi sao xa xuống, cái đó chắc để con cháu của chúng ta đón nhận cái cảnh đó. Nhưng mà gọi là cái ngày cái chết đó thì cũng chắc cũng sợ hãi. Dạ thưa cha, theo con nghĩ ngày tận thế thì con theo con á thì nửa vui nửa buồn. Tại vui, vì mình vui á là Chúa đến để Chúa cứu. Đúng rồi. Mà mình buồn là mình không biết mình có sạch tội để được Chúa cứu không. Đấy, một câu trả lời rất là thành thực, đúng không? Bởi vì chúng ta không có dám chắc là chúng ta đã công chính chưa, đứng vững trước mặt Chúa chưa, đã tỉnh thức, luôn luôn tỉnh thức và cầu nguyện chưa, hay là chúng ta thấy mình cũng có cái tinh thần đó, mình ao ước tỉnh thức, mình cũng ao ước cầu nguyện, nhưng mà thực tế cuộc sống của chúng ta chưa làm được như vậy. Đó có là những cái rất thật. Vâng. Thưa cha, con có một cái câu trả lời là con sợ vì những cái kinh hoàng xảy đến trong cái ngày tận thế. Thế nhưng mà con cũng cảm thấy vui vì là sắp được cứu chuộc. Con nghĩ rằng là con sợ và chắc cũng không có đủ sức mà đứng vững như chị Oanh đứng vững và ngẩng đầu lên. Chắc là mình cũng lâu lâu mình ngẩng lên thôi, đúng không? Nhưng mà mình cúi xuống rồi thấy mình tội quá. Thấy mình có nhiều giới hạn, chưa sống được như Chúa muốn đâu. Mặc dù mình có cái khao khát như thế, nhưng mà chưa sống được. Cho nên cũng cúi mặt xuống để mà
nhận ra con người mình tội lỗi, thiếu sót, xấu hổ đấy. Xấu hổ thì thường là trốn hoặc là cúi mặt xuống. Cho nên lâu lâu tôi đang nói chuyện với quý chị mà quý chị thấy tôi đang cúi mặt xuống, tức là tôi cũng hơi xấu hổ đấy. Khi tôi ngẩng đầu lên thì ok, và tôi đang cúi mặt xuống là tôi cũng thấy hơi xấu hổ. Vâng, thế thì chúng ta thấy cơ bản là chúng ta đồng ý với nhau như vậy. Mỗi cá nhân trong sâu xa đều sợ ngày phán xét riêng của mình, sau đó là phán xét chung, sợ cái chết. Trong dòng của chúng tôi cũng có nhiều cha, đúng, đến cái tuổi lớn lớn chút các ngài cũng sợ hãi cái chết. Chúng ta không làm chủ được mình nữa, xét kể về mặt tâm lý và thể lý, mình không có còn mạnh mẽ được nữa. Nếu mà chết như hôm nay, tôi đang đứng đây mà tôi nói tôi chết ấy, thì chắc nó cũng dễ. Nhưng mà nằm bận suy nghĩ về quãng đời của mình như các cha lớn tuổi, mình càng nghĩ càng thấy mình có tội đó, thì đối diện với cái chết cũng là một cái kinh nghiệm hãi hùng. Chúng ta thấy là chính Chúa Giêsu đối diện cái chết, ngài là người công chính mà đối diện cái chết ngài cũng sợ đến nỗi mà sao đổ mồ hôi máu, nặng lắm đấy. Chúng ta chắc chưa có bao giờ mà sợ đến độ mà đổ mồ hôi máu đâu. Cũng sợ nhưng mà chưa đến độ như vậy. Ngài sợ rất lớn. Thì chúng ta cũng vậy thôi. Có cái vui nhưng mà cũng có cái sợ hãi, vì chúng ta chưa có nghĩ mình là người công chính như lòng Chúa mong ước. Rồi, thì sang câu số 10 thôi. Cái này thuộc về cá nhân. Nếu mà anh chị nào có thể trả lời thì cũng được. Tôi nghĩ thực cá nhân, mỗi người chúng ta thử đặt cho mình, nếu ngày mai Chúa quang lâm thì bạn sẽ làm gì? Thiêng liêng bạn sẽ làm gì? Thôi cái này thuộc về cá nhân. Cùng cầu nguyện, cùng thưa với Chúa. Chứ nói ra ở đây thì nhiều người lại nghĩ là mình đạo đức quá, hoặc là mình lại tội lỗi quá. Hai đàn. Vâng, vẫn có ăn thích nói. Vâng, thôi anh cứ chia sẻ. Vâng, cứ nói. Vâng, mời anh. Thưa cha, đặt tình huống nếu ngày mai là ngày Chúa quang lâm, chắc có lẽ ngày hôm nay con đi tìm cha Nghĩa hay cha Siêu để xin được xưng tội. Đúng rồi, phải xưng tội, đúng rồi, tội cũng phải xưng tội thôi. Vâng. Anh nói là ngày mai anh đi tìm, ngày mai tận thế thì hôm nay tìm cha, nhưng mà cha cũng nói tôi cũng phải lo đi kiếm cha khác. Đúng rồi. Không, tôi sẽ giải tội cho nó trước. Và sau đó thì sau khi thấy anh xưng tội thì tôi thấy mình còn tội hơn anh đó, cho nên. Dạ, thưa cha, nếu mà ngày mai ngày tận thế thì con sẽ chúc mừng ngày hiến dương các nhà giáo. Vậy. Đúng rồi, ngày nhà giáo mà là ngày tận thế thì cũng là một chuyện. Nhưng mà chúng ta thử coi cái kinh nghiệm của nước Pháp bây giờ, đúng không? Đấy, chưa phải là ngày tận thế mà chúng ta thấy người dân phải sống trong cái cảnh giống như chiến tranh, sợ hãi nơm nớp, không biết chuyện gì xảy ra cho mình. Đấy, chúng ta sống vào cái cảnh như là những người đang sống ở Paris bây giờ đó, thì chắc chúng ta cũng cảm nghiệm được cái nỗi sợ hãi, cái nguy hiểm, cái kinh sợ của tất cả những gì có thể xảy ra cho chúng ta. Vâng, còn ai có thể đóng góp thêm ý kiến nữa không? Vâng, mời anh. Dạ, nếu ngày mai tận thế hiện nay cứ đi bình thường mà đi học giáo lý thôi. Chúc mừng bài tới ngày mai cũng. Đúng rồi, nếu mà có tinh thần được giống như Thánh Savio đó thì tốt. Nhưng mà chắc cũng ít người được như vậy. Ít người được tinh thần vui tươi và sẵn sàng như vậy. Phần nhiều trong chúng ta, ít là kinh nghiệm của tôi, cá nhân tôi thấy mình cũng còn xa Chúa lắm, rất xa. Nếu mà Chúa để cho chết bây giờ thì cũng chả biết làm sao đây nữa. Thôi phó thác vào lòng Chúa xót thương nữa chứ còn biết làm sao bây giờ. Đúng không? Rồi. Vâng, thì bây giờ chúng ta sẽ dành một chút, một số thời gian còn lại để chúng ta có thể, nếu quý anh chị thấy cần phải nói thêm một cái điều gì đó, hay cần hỏi thêm một điều gì đó về đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe để chuẩn bị cho mùa vọng, thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Còn nếu không thì chúng ta dành thời gian này có thể để chúng ta có thể chia sẻ với nhau về một vài vấn đề mà chúng ta cần quan tâm. Vâng, mời chị. Thưa cha, mùa vọng là mùa trông đợi Chúa đến với niềm vui. Con muốn biết là làm sao giáo hội lại chọn cái đoạn phúc âm này để khởi đầu mùa vọng, làm cho người ta mất cả cái niềm vui đó mà chỉ toàn sợ nhiều hơn là vui. Vâng,
chủ đích của giáo hội đó là để cho chúng ta đón Chúa trong hy vọng. Mùa vọng là như vậy, hy vọng mà. Hy vọng trông chờ Chúa đến. Và chúng ta trông chờ đó có hai nghĩa. Trông chờ Chúa quang lâm. Và lòng vào trong đó thì là chúng ta mừng biến cố là Chúa giáng trần. Nhưng mà thực ra đó, mùa vọng là trông chờ Chúa quang lâm ấy, chứ không phải là nhấn mạnh cái chiều kích Chúa giáng trần, mừng Chúa quang lâm. Nhưng mà lòng vào trong đó thì chúng ta chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa giáng trần, mừng biến cố Chúa đã đến. Trong lúc trông chờ Chúa sẽ tới. Đấy là tinh thần của mùa vọng. Thì tinh thần của mùa vọng là đặt cho chúng ta có niềm hy vọng như cha Siêu nãy nói. Niềm hy vọng để cho chúng ta thấy là Chúa đến cứu độ. Nhưng mà chúng ta thấy đọc bài tin mừng thì có nhiều chi tiết làm cho chúng ta cũng sợ hãi. Tôi nghĩ cái sợ hãi nó cũng có tác dụng chứ không phải không có tác dụng. Cũng có tác dụng. Tác dụng là làm cho chúng ta tích cực của sợ hãi là làm cho chúng ta phải hoán cải, phải duyệt xét lương tâm của mình. Và mình sống làm sao với Chúa, với chính mình và với mọi người. Đó là cái tích cực của sợ hãi. Nhưng mà giống như chị đã nói, cũng có cái tiêu cực của sợ hãi. Là làm cho chúng ta nhìn về Thiên Chúa, đặc biệt là nhìn về biến cố Chúa quang lâm như là một cái gì đó nặng tính cách xét xử mà thôi. Chúa đến chỉ để xét xử mà thôi. Ta sẽ có cảm giác như là Chúa đến không phải như là đấng cứu độ cho bằng là một vị quan tòa. Đấy cái hình ảnh có thể gợi cho chúng ta sợ hãi như vậy. Thì chúng ta biết là ngôn ngữ mà. Ngôn ngữ Thánh Kinh cũng vậy, mặc dù là được khởi hứng, được Chúa Thánh Thần là tác giả của Thánh Kinh và các thánh sử là những người được linh hứng để viết ra. Nhưng mà các ngài cũng viết ra từ những hình ảnh, từ những lối diễn tả thuộc về một nền văn hóa cụ thể. Trong thế chúng ta thấy là các ngài là người dân Do Thái, cho nên các ngài ôm ấp trong lòng của các ngài tất cả các lối diễn tả của người Do Thái. Những hình ảnh mà người Do Thái dùng, đặc biệt là trong Cựu Ước dùng để mà diễn tả, như chúng ta thấy như là mặt trời, mặt trăng, tinh tú xa xuống. Đấy là cái lối suy nghĩ, lối diễn tả của người Do Thái nói về ngày tận thế, ngày của Thiên Chúa đến để mà xét xử. Người ta dùng cái hình ảnh như vậy. Thì chúng ta cũng không có buộc phải tin một cách chặt chẽ theo nghĩa đen là nó phải xảy ra như vậy. Đó, cũng không buộc nhất thiết phải tin như vậy. Nhưng mà hiểu rằng là có những cái giây phút đó, những cái gì đó có thể xảy đến, hãi hùng trên thế giới này, chấm dứt cái thế giới này, có. Nhưng mà có thể có nhiều cái hình ảnh khác nữa có thể được dùng. Cho nên tôi nghĩ thì khi đọc đoạn này, cá nhân thì tôi chỉ nói theo phương diện cá nhân, tôi nghĩ cũng có cái sợ, nhưng mà cũng có cái hy vọng. Chúng ta xin Chúa chúng ta bớt cái sợ đi mà gia tăng cái hy vọng. Nếu chúng ta còn đang sợ thì có lẽ chúng ta cũng ý thức coi có lẽ trong chúng ta cũng có thể chưa có sống được như lòng Chúa mong ước, cho nên chúng ta đón nhờ Chúa trong thái độ sợ hơn nhiều hơn là hy vọng. Còn nếu chúng ta sống cố gắng sống như tinh thần của Chúa dạy, mặc dù mình cũng bất toàn, thì có lẽ cái niềm hy vọng sẽ nhiều hơn. Nhưng mà tôi đồng ý với chị là có những chi tiết đó làm cho chúng ta sợ hãi. Vâng, mời chị. Dạ thưa cha, cho con hỏi chút. Con để ý thấy tình hình thế giới bây giờ á, dân nước này chống lại dân nước nọ, chiến tranh khủng bố khắp mọi nơi. Đúng rồi. Rồi có nhiều điềm thiên dấu lạ trên trời dưới đất. Rồi các dòng sông thì biến đổi thành màu máu, thì rất là thứ rất thường xuyên xảy ra. Động vật và thú vật thì chết hàng loạt. Chim cá, chim trời cá biển. Rồi đức tin thì bây giờ nhiều người mất đức tin lắm, tại vì tình trạng bộ giáo đó thực sự là có diễn ra, mà nhất là khu vực châu Âu là rõ nhất. Thì với tất cả những dấu chỉ như vậy, cha có nghĩ là cái ngày đó sắp tới rồi không cha? Vâng. Cá nhân thì tôi nghĩ chắc chưa, bởi vì biến cố này phải xảy ra như lời Chúa nói là phải xảy ra trên toàn cầu cơ, chứ không phải ở một cái khu vực nào. Nếu nó là xảy ra ở khắp nơi cơ, như đây Chúa nói này này, muôn dân sẽ lo lắng, rồi mọi cái điều đó sắp xảy xuống giáng trên địa cầu cơ, khắp mọi nơi cơ. Còn đây chúng ta thấy cũng có hiện tượng đó chỗ này chỗ kia, nhưng mà nó chưa có ở cái tầm mức địa cầu, tôi nghĩ như vậy.
Nghĩa là nó cũng là những dấu hiệu đòi cho chúng ta thức tỉnh, coi chúng ta phải chuẩn bị. Nhưng mà tôi nghĩ nó cũng chưa có đủ cấu thành cái yếu tố của ngày tận thế. Thứ hai thì như chúng ta tin đó, và như Chúa Giêsu đã dạy thì cái ngày đó chúng ta không có biết được. Có thể có xảy ra hiện tượng này hiện tượng kia, nhưng mà chúng ta tự đó không thể đi đến cái kết luận rằng đó là cái ngày đã xảy đến hoặc là đang xảy đến, hoặc là sẽ xảy đến vào thời điểm nào chúng ta không biết. Rồi cái đó thuộc về chương trình của Chúa. Đấy thì cá nhân tôi nghĩ có hai yếu tố như vậy. Tôi tin là chắc chưa. Dạ thưa cha, đó là hồi nãy con đọc tin mừng thì con chưa hiểu cái câu này, đó là câu Luca chương 21 câu 26 ấy ạ. Vâng. Là người ta sợ đến nỗi hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp sáng giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Đúng rồi. Vậy thì quyền lực ở đây là quyền lực như thế nào và là là cái gì ạ? Con vâng, đúng rồi, chị nói hay đấy. Vâng. Thiên Chúa trong Kinh Thánh thì có một khái niệm để nói về Thiên Chúa là Thiên Chúa các gì? Thiên Chúa các đạo binh, Thiên Chúa các đạo binh hay là Thiên Chúa các thiên binh. Đó. Thì đấy là quan niệm của người Do Thái thời xưa khi người ta nhìn về Thiên Chúa, tại vì Kinh Thánh được viết ra vào những thời của phong kiến, có các vua, chúng ta thấy có Saul, David, Solomon, các vua vân vân. Thì các vua luôn luôn có quân lính, các vua luôn luôn có quân lính. Thế bây giờ Chúa là Chúa các vua, thì người ta cũng hàm ý là Chúa cũng phải có một thiên binh, đạo binh trên trời. Cho nên người ta mới có khái niệm là Thiên Chúa các đạo binh. Thế bây giờ đạo binh là gì giờ? Đạo binh trên trời là gì? Thì bây giờ trong đức tin của chúng ta, dĩ nhiên chúng ta thấy là Chúa có các thiên thần, đúng không? Chúng ta thấy có thậm chí là đến là gì? Chín phẩm thiên thần. Đến chín phẩm cơ chứ không phải là một phẩm, tức là có chín cấp ấy. Chín phẩm thiên thần đấy. Thế thì Thiên Chúa trong Cựu Ước, Ngài là Thiên Chúa, Ngài như là một trang chiến binh, Ngài như là một vị vua, Ngài như một người lính, lính chiến, như một tướng quân, thì Ngài phải có quân trên trời. Chính Chúa Giêsu cũng đã dùng cái khái niệm đó khi mà nói rằng là nếu nước tôi không thuộc về thế gian này, đúng không? Nếu nước tôi thuộc về thế gian này thì những người theo tôi sẽ chiến đấu chống lại ông để tôi không bị nộp vào tay người Do Thái. Và có một chỗ thì Chúa nói là thầy anh em không tin là thầy có thể xin cha làm sao gửi cho đạo binh thiên thần nữa đó xuống thần. Chúa Giêsu cũng dùng cái khái niệm đó để nói rằng là Thiên Chúa là chủ tể và quanh Ngài thì có thiên binh. Nhưng mà người Do Thái thì người ta tin thế thiên binh là cái gì giờ? Chúng ta tin là các thiên thần, đồng ý chín phẩm thiên thần. Nhưng mà người Do Thái thì người ta chưa có lẽ ở một thời điểm nào đó người ta chưa nghĩ như thế. Người ta nghĩ lên là mặt trời, mặt trăng, tinh tú như là những người lính quan Chúa vậy. Đấy, thiên binh là như thế. Chúa là chủ tể của các tinh tú trên trời, có mặt trời, có mặt trăng, tất cả những cái điều mà bí ẩn đó, những điều mà các tôn giáo khác xem là các vị thần đó, thần mặt trời, thần mặt trăng, tinh tú vân vân, thì đối với họ là luôn luôn ở dưới Thiên Chúa, chỉ là các lính của Chúa thôi, binh trên trời của Chúa thôi. Thế ở đây chúng ta áp dụng cái điều đó thì nói là gì? Các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Thế các quyền lực ở đây là đang ý muốn nói là cái gì đấy? Đang nói về mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao. Ý muốn nói như thế. Các quyền lực ở trên trời. Nghĩa là nó vẫn có một cái tác động nào đó đối với cuộc sống của chúng ta. Thời đó người ta nghĩ như vậy. Thì những quyền lực đó bị lay chuyển. Chứ ý ở đây không có nói là các thiên thần bị lay chuyển, không phải. Ý muốn nói là những cái điều như là mặt trời, mặt trăng, nó sẽ có một lúc nào đó nó cũng sẽ kết thúc, nó không có còn hiện hữu nữa. Nó bị lay chuyển theo nghĩa như vậy. Vâng, mời chị. Dạ thưa cha, khi mà suy tư về cái bài phúc âm này đó, vâng, và nối tiếp với câu hỏi của một bạn trẻ ở dưới đó, vâng, thì con có một cái suy tư là cái ngày tận thế này không phải là do Thiên Chúa muốn, vâng, nhưng là do con người tự tạo ra. Uh-huh. Và với tất cả những cái biến động và biến loạn trong xã hội, trong thế giới hiện nay đó, thì nó quá gần, con cảm giác nó quá gần. Vâng. Và con có một cái thắc mắc là cái đoạn văn này nó làm con liên tưởng đến cái biến cố Noe. Vâng. Thì khi mà có thể hiểu là khi mà cái biến cố của Noe là Chúa quyết định xóa để làm lại một cái gì đó mới. Đúng rồi.
Còn cái bài phúc âm hôm nay làm cho con đến liên tưởng một điều là cái ngày tận thế này có đến hay không thì tùy vào con người. Và khi mà cái giải thích của cha là cái quyền lực ở trên trời sẽ bị lay chuyển, và những cái hiện tượng như là sao muôn dân hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét thì nó liên quan đến cái chuyện là cái thế giới Thiên Chúa tạo dựng rất tốt đẹp cho con người, mà khi ta sống không đúng và làm biến đổi môi trường và tất cả mọi cái thì như thế là do chúng ta làm ra. Thì như vậy có thể hiểu là để mà cái ngày tận thế này nó chậm đến và có thể nó sẽ không đến nếu mà chúng ta biết thay đổi cái cuộc sống và tư duy, sống đúng cái tinh thần là tôn kính, ngợi khen và phụng sự Thiên Chúa. Thì có thể cái ngày tận thế nó sẽ không xảy ra không ạ? Và khi đó cái thế giới tốt đẹp thì Thiên Chúa không xóa nó đi nữa. Cảm ơn chị có ý tưởng đó. Nhưng mà đó không phải là thuộc về đức tin của chúng ta. Có thể có những cái cảm nghiệm cá nhân đồng ý, nhưng không phải thuộc về đức tin. Thế chúng ta không quyết định ngày tận thế, nhưng nghĩa giống như chị nói, đó là do chúng ta sống không có hài hòa, gây ra chiến tranh với nhau, chúng ta gây ra biến đổi khí hậu, do chúng ta chặt rừng rồi phá, khai thác quá mức vân vân. Cái đó có, đó là do lỗi con người có. Nhưng mà con người không phải vì đó mà quyết định cái ngày tận thế, không phải. Cái đó là khác. Cái ngày tận thế đó nằm trong chương trình của Chúa, cái đó chắc chắn. Chúa Giêsu đã nói cái điều đó. Chúa Giêsu đã nói chứ không phải là do chúng ta gây ra hết thảm họa này đến thảm họa kia thì có nghĩa là chúng ta gây ra ngày tận thế, đó không phải. Chúng ta gây ra những cái hiện tượng đổ vỡ trên thế giới có thể chúng ta có thể làm cho cái thế giới này trở nên bất an cho chúng ta. Có thể nói là một cái ngày tận thế hiểu theo cái nghĩa rộng đối với chúng ta có, nhưng mà chúng ta không quyết định lối sống của chúng ta, cho dù tốt hay xấu, không quyết định cái ngày nào là cái ngày cuối cùng của thế giới. Đó là cái câu hỏi thứ nhất, trả lời thứ nhất. Thứ hai, câu hỏi thứ hai là có ngày tận thế chứ không thể không có ngày tận thế. Bởi vì nếu chúng ta tin là Thiên Chúa dựng nên thế giới này là trong thời gian và không gian, thì bất cứ thứ gì trong thời gian và không gian đều phải có ngày chấm dứt. Đấy là cái điều chắc chắn trong đức tin của chúng ta, đều phải có ngày chấm dứt. Nó chấm dứt như thế nào thì chúng ta không biết. Ngày hôm nay thì khoa học người ta đang nói về cái gọi là entropy, tức là hiện tượng về giảm động nhiệt năng. Động nhiệt năng tức là cái thế giới của chúng ta này đang bắt đầu nó mất dần cái năng lượng. Mặt trời nó đang mất dần năng lượng, mặt trăng đang mất dần năng lượng. Có thể đến một ngày nào đó nó không còn phát ra năng lượng nữa, thì có thể chúng ta sẽ không còn có ánh nắng mặt trời nữa. Không còn có sự sống, không có ánh nắng mặt trời, không có sự sống, vân vân. Thì đấy, các nhà khoa học cũng đang nói về entropy, một cái hiện tượng như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy là cái gì thuộc về thời gian thì sẽ phải chấm dứt, sẽ phải có một ngày chấm dứt. Thì chúng ta gọi cái ngày đó là ngày tận thế. Chúng ta chưa biết ngày nào thôi, nhưng mà đó là ngày tận thế. Nó chấm dứt như thế nào, đó là một chuyện khác. Có thể nó chấm dứt trong sự hãi hùng như thế này, là do con người cũng có tác động vào trong đó, phá biến đổi môi trường, phá môi trường vân vân, gây ra chiến tranh với nhau, hận thù với nhau vân vân. Hoặc là nó có thể chấm dứt một cách tự nhiên, giống như là mặt trời hết năng lượng thì nó chấm dứt, nó tiêu tan, thì chúng ta không biết được cái đó. Nhưng mà qua bản văn này thì xem chừng như là có những cái hiện tượng hãi hùng xảy ra vào cái ngày cuối cánh chung. Đấy, theo bản văn, tinh thần của bản văn. Còn theo tinh thần của khoa học thì nó diễn ra như nào chúng ta cũng chẳng biết. Đấy, đây là hai điều. Thứ ba đó là phải có chấm dứt, phải có chấm dứt thì chúng ta mới được cứu độ theo nghĩa là trọn vẹn. Bởi nếu chúng ta chỉ có được một cuộc sống hạnh phúc, tức là chúng ta có nỗ lực xây dựng thế giới này cho nó tốt hơn, tốt nhất như ý chúng ta muốn, thì chúng ta vẫn chỉ có cái hạnh phúc tự nhiên mà thôi trên thế gian này, và đó chính là điều mà Marx và chủ nghĩa Marxist họ muốn như vậy. Họ nói là đừng có xây dựng thế giới ở đâu xa xôi, hãy nỗ lực sống ở đây trên gian này này để mà làm sao xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho mọi người. Và đó chính là thiên đàng. Đó chính là thiên đàng. Nếu mà hiểu theo nghĩa tôn giáo thì chúng tôi hiểu thiên đàng là như thế. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái điều đó không phải. Bao lâu chúng ta còn sống ở trần gian, chúng ta không bao giờ đạt đến được một cái trình gọi là một cái mức độ gọi là luôn luôn cảm thấy hạnh phúc về mọi phương diện, không chỉ là vật chất. Chủ nghĩa xã hội thì họ nhấn mạnh nhiều đến vật chất, họ cũng nhấn mạnh đến tinh thần, nhưng mà họ nhấn mạnh nhiều đến vật chất. Vật chất quy định cái tinh thần, bao lâu anh có nhiều vật chất thì anh hạnh phúc.
Thì chúng ta thấy bây giờ không phải, đúng không? Chúng ta thấy người giàu cũng khóc rồi, bao nhiêu tỷ phú cũng khóc, cũng đủ mọi vấn đề, cũng đầy mọi vấn đề. Thế chúng ta không có, không giải quyết được vấn đề của chúng ta bởi vì chúng ta phải chết. Chúng ta phải bệnh tật, chúng ta phải đau ốm, chúng ta phải có những vấn đề do con cái gây ra chúng ta. Chúng ta có những vấn đề do những người khác gây ra chúng ta. Chúng ta không thể nào đạt đến một trình độ mà không ai gây ra ai vấn đề gì hết. Luôn luôn có hạnh phúc, mình luôn luôn có hạnh phúc, mình không có chết nữa, mình không có bị phân rã nữa, chúng ta không bao giờ đạt được trên thế giới này. Cho nên chúng ta cũng không thể có được một thế giới hoàn hảo, một thế giới hoàn hảo và xem cái thế giới đó như là ngày tận, như là trời mới đất mới, chúng ta không có. Và bây giờ chúng ta thấy rõ cái điều đó rồi, đúng không? Chúng ta thấy rõ điều đó trong kinh nghiệm của chúng ta, không phải là thế giới này qua đi đâu, mà chính con người chúng ta cũng thấy bất an trong lòng chúng ta. Chúng ta thấy con người bị đầy giới hạn, tham tham sân si đó. Chúng ta thấy làm sao chúng ta thoát ra được cái tham sân si đó, đúng không? Làm sao chúng ta trở thành một con người thánh được đâu, khó lắm đó, làm sao xây được đó. Cho nên tôi nghĩ là sẽ phải có một cái chấm dứt thế giới, và đó thuộc về đức tin của chúng ta. Để cảm ơn chị. Vâng, mời chị. Dạ thưa cha, con muốn hỏi thêm ở trong cái đoạn tin mừng của Thánh Matthew là khi anh em thấy đặt trong nơi thánh đồ ghê tởm khốc hại thì bây giờ người sẽ trốn lên núi rồi người thì đừng có trở lại lấy áo cha. Thì con muốn hỏi là đồ ghê tởm khốc hại là gì? Đúng rồi. Cái thứ hai là các ngươi phải thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí và sự thật. Đúng thì rồi. Xin cha giải nghĩa cho hiểu rõ là thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí và sự thật là thờ phượng như thế nào. Vâng. Con cảm ơn cha. Vâng, thứ nhất là thế khái niệm là đồ ghê tởm anh em thấy. Thì vâng. Chúng ta thế theo chị là ghê tởm là cái gì chứ hả? Theo chị thế nào là ghê tởm? Theo chị nghĩ sao ạ? Đồ ghê tởm là sao? Dạ con không biết, con mới hỏi cha. À vậy. Vâng. Thì nó có cái câu chuyện như thế này. Khi mà cái ngôn ngữ Chúa nói về đồ ghê tởm thì các môn đệ của Chúa nghe hiểu ngay. Chúng ta nghe không hiểu bởi vì chúng ta không sống trong văn hóa của người Do Thái. Chúng ta không hiểu và chúng ta không sống vào thế kỷ thứ nhất. Chúng ta không hiểu được. Nhưng mà nó có bối cảnh thứ nhất gọi là về phương diện lịch sử. Thì khi người Roma vào đất Palestine và chiếm Palestine, chiếm Jerusalem, chiếm đất Chúa thì xin lỗi, trước đó không phải người Roma, trước đó thì là người Hy Lạp. Trong đó có một, sau khi Alexander Đại Đế qua đời thì ông chia vương quốc của ông, các bốn tướng chăn dằn chia cái vương quốc đế quốc Hy Lạp, trong đó có nước Israel, một phần nhỏ trong đế quốc Hy Lạp chia thành bốn. Thì có một cái vị tướng họ chiếm cái dòng họ người ta gọi là Seleucus, chiếm cái vùng Syria bây giờ, nước Syria bây giờ. Rồi sau đó thì chiếm luôn cả nước Palestine. Rồi cái dòng họ đó mới nảy sinh ra một cái kẻ mà Kinh Thánh thường hay gọi là một kẻ phạm thượng. Bởi vì khi mà ông chiếm được nước Palestine thì ông đã làm ô uế đền thờ. Làm ô uế bằng cách nào? Thì ông đưa tượng của, hoặc là chính ông, hoặc là của một vị vua nào đó Hy Lạp, hoặc là của thần Hy Lạp vào trong đền thờ Jerusalem. Vào trong đền thờ. Thì chúng ta biết là đền thờ Jerusalem là nơi cực thánh của người Do Thái. Không thể nào có cái gì khác ngoài chờ Thiên Chúa mà thôi. Nhưng mà ông này ông đang làm báng bổ Thiên Chúa của người Do Thái. Thì ông đưa vị thần của ông, hoặc là đưa chính cá nhân của ông, tượng của ông đặt vào trong đền thờ Jerusalem. Và đối với người Do Thái đó là cái thứ ghê tởm, đồ ghê tởm. Vì họ đã đặt một cái kẻ như thế mà sánh ngang hàng với Thiên Chúa ngay trong nơi thánh điện, là nơi thờ phượng Thiên Chúa mà thôi. Biết, cho nên đấy cái khái niệm của người Do Thái đồ ghê tởm là như vậy. Thứ hai, bây giờ hiểu theo cái nghĩa rộng, đồ ghê tởm hiểu theo nghĩa rộng tức là những gì mà chống lại Thiên Chúa, những gì mà chống lại Thiên Chúa, những gì mà làm cho những nơi cực thánh của Thiên Chúa ra ô uế, những gì mà ngẫu tượng lôi kéo con người, làm cho con người thờ phượng nó, thì có thể dùng chung một cái khái niệm gọi là đồ ghê tởm. Nhưng mà cái lịch sử của nó đó là nó gắn liền với lại cái ông vua Antiochus Epiphanes. Ông vua Antiochus Epiphanes là cái người đã làm ra cái chuyện gọi là giải thiêng đền thờ Jerusalem, gây ra sự ô uế cho đền thờ bằng cách ông đặt cái tượng thần hoặc là tượng của chính các ông.
vào trong đền thờ Jerusalem và bắt dân Do Thái phải thờ cái tượng đó như là thờ Thiên Chúa vậy. Cái đầu ghê tởm này thứ nhất. Câu thứ hai hồi nãy chị hỏi là về tin vào thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí về sự thật, thì chúng ta phải trở về với câu chuyện Chúa nói với lại người phụ nữ Samari bên giếng nước. Câu chuyện nó có cái bối cảnh như vậy. Trong bên giếng nước, tại vì bà đấy, bà than thở là sao? Bà là dân Samari và kể mình là con cháu của tổ phụ Jacob. Và theo truyền thống của người Samari thì họ có một cái núi riêng để mà thờ phượng Thiên Chúa. Tại sao có núi riêng? Là vì sao? Chúng ta biết lịch sử của dân Do Thái là sau thời vua Salomon. Salomon có cái đặc trưng là ông có thể xây cất rất nhiều cung điện, xây được đền thờ của Chúa là cái việc tốt ông làm được. Nhưng mà đồng thời ông cũng xây rất nhiều cung điện cho ông. Và một đất nước Israel thì không phải là một nước giàu có, ngay cả bây giờ cũng vậy, cũng là một đất nước nhỏ thôi. Thế muốn xây cung điện cho nhà vua, cho các hoàng hậu vân vân, xây các đền thờ cho các thần của các bà vợ của ông, thì ông phải có làm sao? Siêu cao thuế nặng. Siêu cao thuế nặng. Và dân họ phải gồng mình lên, họ chịu cái cảnh đó. Đặc biệt là cái cảnh mà phải đi làm phu đó, làm mà không được trả lương đó, là phu. Thế thì khi mà vua Salomon qua đời thì họ mới nói với vị con của vua, lúc đó là vị con trẻ, nói là xin ngài giảm bớt cái thuế đó để chúng tôi còn có thể sống được. Nhưng mà ông đó thì ông không có nghe lời của các vị đại thần đã có kinh nghiệm, mà ông lại nghe những cái người mà ông đặt lên, những vị quan trẻ tuổi nói là không, vua bây giờ phải cho nó nặng hơn nữa, siêu cao thuế nặng. Cho nên nó bị tách đất nước ra. Tách đất nước thì có 10 chi tộc phía Bắc thì họ lập ra vương quốc mà chúng ta gọi là vương quốc Israel hay vương quốc phía Bắc. Còn có 2 chi tộc ở phía Nam, Judah, Benjamin, thì họ vẫn theo David, họ vẫn thuộc về triều đại của David, và chúng ta gọi cái vương quốc phía Nam đó là vương quốc Judah. Thế thì vương quốc phía Bắc khi mà họ tách ra khỏi vương quốc phía Nam thì người Do Thái thời đó theo luật quy định vẫn là 3 năm phải về Jerusalem để mà dâng tiến cho Thiên Chúa, phải thờ phượng Thiên Chúa tại Jerusalem đặt ở phía Nam. Thì ông vua phía Bắc ông nghĩ rằng sao? Nếu bây giờ dân cứ từ phía Bắc mà cứ phải về Jerusalem, tức là về vương quốc phía Nam, thì sớm muộn có một ngày nó sẽ không còn theo ta nữa, lòng nó sẽ lại quyến luyến vương quốc phía Nam, tức là nhà David. Cho nên ông mới quyết định là không cho dân trở về nữa, bằng cách là sao? Lập ra tại Dan và Bethel, tức là phía cực Bắc. Dan là phía Bắc của nước Israel, vương quốc Israel, và Bethel là phía Nam của vương quốc Israel. Ông đặt ở hai đầu của đế quốc, vương quốc của ông, hai cái đền thờ để mà dân ông nói là đến đó thờ phượng chứ không cần phải về Jerusalem nữa. Thế thì hai đền thờ đó ông mới đặt cái con bò vàng ở hai cái đền thờ đó. Thì ông mới nói hai cái con bò vàng đó là tượng trưng cho Chúa, chứ ông cũng không nói đó là Chúa, ông chỉ nói là biểu tượng cho Chúa. Nhưng mà dần già thì dân tình mà họ đâu có hiểu được như là ông vua, ông có chủ đích đâu. Họ cứ thấy thờ bò vàng thì họ cứ nghĩ là thờ bò vàng, nó mới dẫn đến gọi là thờ ngẫu tượng. Cuối cùng là họ nghĩ là thờ con bò chứ không phải thờ Chúa nữa, là ngẫu tượng. Thế thì đấy, thì có những cái lúc mà xảy ra tranh chấp như vậy. Bây giờ mới sang cái câu chuyện trong Thân Ước là chị phụ nữ Samaritano, chị mới nói là sao? Là chúng tôi đó, chúng tôi có cái thờ phượng riêng. Đấy là nó trở lại với cái câu chuyện cho các. Chúng tôi có thờ phượng riêng. Tại sao mấy người Do Thái cứ nói là phải về Jerusalem mới là cái nơi thờ phượng đích thực? Đấy. Thì Chúa mới nói là Chúa mới tương đối hóa, Chúa mới tương đối hóa cái suy nghĩ của cả người Do Thái và người Samari. Chúa nói đó, không phải sẽ đến một lúc không phải là thờ phượng ta trên núi này hay trên núi kia hay tại Jerusalem, mà cái chính yếu là phải thờ phượng trong chân lý, trong thần khí, trong chân lý và trong thần khí. Cái thờ phượng trong chân lý và thần khí thì không có hàm ý rằng là Chúa bảo là chúng ta không cần phải đi đến nơi này nơi kia thờ phượng nữa. Không có hàm là Chúa bảo không cần phải đi về Roma, không cần phải vào nhà thờ, không cần phải đó. Không, Chúa muốn nói là gì? Là cái tinh thần thờ phượng đó phải phát xuất từ chân lý, mà chân lý là do Chúa đến. Như chúng ta đọc tuần trước chúng ta đã nói đó, là ai mà nghe theo sự thật thì thuộc về ta, đúng không? Ai nghe tiếng ta thì nghe theo sự thật. Thế sự thật đó là gì mà chúng ta hôm đó cũng đã giải thích với nhau? Sự thật đó là
Thiên Chúa là đấng yêu thương, không? Chúng ta tin nhận Thiên Chúa là đấng duy nhất, và chúng ta tin nhận rằng Thiên Chúa đó đã sai một đấng là Đức Giêsu Kitô xuống thế để cứu chúng ta. Đó là sự thật. Chúng ta tin vào điều đó nhé. Thờ phượng trong cái niềm tin như vậy. Thứ hai là thờ phượng trong thần khí, tức là chúng ta để cho thần khí tác động, để cho thần khí tác động, để cho thần khí hướng dẫn cuộc đời chúng ta, như là thần khí đã hướng dẫn cuộc đời của Chúa, như là thần khí đã hướng dẫn cuộc đời của Đức Maria. Đấy là tinh thần thờ phượng như vậy. Dĩ nhiên chúng ta vẫn cần phải có nơi này nơi kia để thờ phượng, vì con người chúng ta không có một cái nơi cụ thể thì chúng ta bị trừu tượng hóa, chúng ta không thể cầu nguyện được. Cũng có những nơi cần thiết, ví dụ nơi này tĩnh lặng để cầu nguyện. Nhưng mà có những vị nào mà đã siêu thoát rồi thì họ không cần đâu. Siêu thoát thì họ có thể cầu nguyện bất cứ nơi đâu. Nhưng mà cái con người bình thường thì cần như vậy. Nhưng mà trong cái tinh thần cầu nguyện đó là lắng nghe những lời Chúa nói, tin vào Chúa và tin vào Đức Giêsu Kitô, và để cho thần khí hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Đấy. Thì đấy là cái câu tôi trả lời của thầy. Vâng, mời em. Dạ thưa cha, cha giải thích thì quá hay. Và chúng con còn rất nhiều câu hỏi. Vâng. Thế nhưng mà chúng con không là Thiên Chúa, cho đúng nên rồi. Chúng con có thời gian. Và vâng. Bây giờ là 8 giờ kém 5. À đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, tôi cũng có thời gian, mới chưa ăn uống gì hết. Thế thì vâng. Kính thưa cha, ngày mai là vâng. Ngày nhà giáo. Anh em chúng con rủ rê nhau có một cái món quà nho nhỏ gửi đến cha, như là biểu lộ cái lòng tri ân của anh em chúng con từ già cho tới trẻ. Thì con xin cha nhận cho. Tôi cũng cảm ơn tất cả. Thứ nhất là cảm ơn Chúa đã thương tôi và thương tất cả chúng ta, cho chúng ta có thời gian, có lòng khao khát đến với nhau để học hỏi lời Chúa. Ông cảm ơn cha Siêu nhiều, vì cha Siêu cũng tin tưởng cho tôi có cái cơ hội để gặp gỡ mọi người ở đây. Rồi cảm ơn tất cả quý ông bà anh chị em ở đây, có những bậc lão thành rồi, những bậc đáng cha mẹ của tôi, cũng có những người đáng bậc chị, bậc anh, người anh em, bạn bè với tôi. Để chúng ta, đối với tôi thì tôi tâm niệm chúng ta đều là học trò đối với Chúa, đến với nhau để học hỏi lời Chúa. Chứ không phải là tôi học một thời gian thì tôi là bậc thầy, không phải. Mà chúng ta đều là học trò với Chúa. Nhưng có điều là tôi được Chúa và giáo hội cho có thời gian dài hơn để mà học hỏi trước. Thì tôi đến để tôi chia sẻ và cũng để học từ nơi anh chị em. Rất nhiều điều bổ ích, và cũng có rất nhiều câu hỏi của anh chị em đặt ra cho tôi cũng phải ý thức hơn. Và cũng cố gắng để giải đáp làm sao đó trong cái chừng mực mà tôi có thể hiểu được và phù hợp với đức tin Công giáo của chúng ta. Thì tôi mấy ngày hôm nay tôi cũng đang phải đọc lại rất những cái vấn nạn mà người ta thường hay đặt ra về đức tin, về luân lý, về phụng vụ. Thì tôi hy vọng là nếu mà sau một tuần nữa thì chắc có rất nhiều vấn đề. Nếu mà cái buổi cuối cùng và tuần sau thì chúng ta gặp nhau bữa cuối, có lẽ nếu mà anh chị em nào đặt nhiều câu hỏi nhưng mà tôi đã chuẩn bị rồi chắc nó sẽ dễ dàng hơn. Còn đây đâu, chưa chuẩn bị gì hết, hỏi ngay thì cũng kỳ quá, đôi lúc cũng hơi khó trả lời. Vâng. Rồi chúng ta cùng kết thúc, chúng ta tạ ơn Chúa. Chúng ta vẫn ở trong tháng các linh hồn, để nhớ đến các linh hồn để cầu nguyện cho những vị đã đi ra trước chúng ta. Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phước lạ hơn mọi người được. Thánh Giêsu con lòng bà cũng phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con của Đức Chúa Cha. Cũng là Chúa chúng con, bởi cách Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan công Siêu Pilato, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và tàn sát, xuống
xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hàng có ở pháp thế này các thánh công công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống và tôi tin hàng sống vậy. Amen. Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người.